Hãy xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video ngữ pháp số 3 Thế nào? Hãy chúng ta cùng nhau bước vào ngay câu đầu tiên Được chưa? E-san desu tabemashita ka B-san Hãy Hãy đáp án chúng ta là gì? Mo tabemashita Đúng không? Đáp án chúng ta là đáp án số 3 Được chưa nào? Hãy ở đây các bạn chú ý là mo này Mo là đã gì đó Đúng không? Mo tabemashita Đã ăn rồi đúng không? Hãy mô tsukurimasta đã làm rồi còn chưa thì sẽ là gì nhỉ mada tabete imasen vẫn chưa ăn được chưa hãy chúng ta chuyển sang câu số 2 hokkaido wa totemo tokoro desu yo hãy câu này đáp án của chúng ta là kirei na được chưa kirei na tokoro desu yo đúng không hokkaido, hokkaido là một nơi đẹp lắm đấy đúng không totemo đúng không? Các bạn thấy ở đằng sau nó là Nên là chúng ta thì tính từ đây na thì chúng ta phải giữ nguyên na đi Còn khi đây na tokoro Được nào? một nơi rất là đẹp lý thì như là như thế nào nhỉ? Khi ni Đằng sau nó sẽ là động từ luôn nhá Khi đây ni Tôi đã làm rất là đẹp Khi đây ni shimashita Tôi đã dọn dẹp rất là sạch sẽ Được chưa nào? Đấy, khi đây đấy Khi thì dùng để ghép Đúng không? Giữa hai tính từ với nhau Được chưa nào? Đấy,

Nhưng mà đằng sau nó là có một tính từ nó là Akarui đúng không? Hai tính từ đi gần với nhau thì tính từ đằng trước sẽ phải chia, đúng không? Chia là tính từ đuôi i thì sẽ là bỏ i đi, cộng với kute Nên trong trường này sẽ là ookikute akarui heya ga hoshi desu. Ok chưa nào? Hay vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta đã ôn được gì ạ? Mô là như thế nào đúng không? Vậy tính từ đuôi na thì như thế nào đúng không? Đi với động từ, đi với danh từ thì như thế nào? Đi với tính từ thì như thế nào? Tính từ đuôi i như thế đúng không? Khi mà nối đây tính từ với nhau thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào Bỏ y cộng với t Thế nào Hay, Vậy là video của chúng ta kết thúc tại đây rồi Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo